vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Ý trời chỉ rõ, tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, đại cát đại lợi, đúng tháng 7 âm lịch, năm 2024. Trời thương rót lộc cực mạnh, phúc lộc ầm ầm đổ về, phúc đức vây quanh, tiền quyển nhét chặt két, vô cùng giàu có. Quý khán giả thân mến, người xưa có câu, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, cuộc đời con người là một vòng luân hồi nhân quả. Những gì bạn gieo bây giờ sẽ là những gì bạn gặt trong tương lai. Từng có một từ cửa miệng, đó là thôi kệ, ai làm gì nói gì không hay, ai xấu, ai ác, ai làm mình buồn cũng kệ. Cuộc đời có bao lâu, kiếp người sinh ra ngắn ngủi, như chim bao, như bóng nổ, như găng tay. Và trong video ngày hôm nay, nhằm giúp quý bản mệnh sống có kế hoạch hơn, với bản đồ lá số của mình, quý khán giả hãy cùng kênh Tử Vi đi tìm hiểu vận số của con giáp tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 trong tháng 7 âm lịch năm 2024, từ đó nắm rõ mệnh số của mình sẽ ra sao trong tháng cô hồn đặc biệt này nhé. Cô bác tuổi Kỷ Hợi thân mến, cuộc đời tuổi Kỷ Hợi nữ mạng được hưởng nhiều điều tốt đẹp ngay từ khi con trẻ. Nhờ phúc phần từ bố mẹ, bản mệnh có nhiều cơ hội tốt để xây dựng và phát triển sự nghiệp, trung vận đã được hưởng phúc. Càng về hậu vận, cuộc sống càng hạnh phúc và viên mãn. Trái với nữ mệnh, nam mệnh Kỷ Hợi phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách ngay từ khi còn trẻ. Bên cạnh đó, trung vận cũng gặp phải không ít thử thách. Chỉ khi đến hậu vận, cuộc sống mới thảnh thơi và an nhàn hơn. Bù lại những khó khăn trong cuộc sống, công danh, sự nghiệp có nhiều triển vọng. Nam mệnh Kỷ Hợi có số hưởng thọ từ 70 đến 85 tuổi. Nếu làm nhiều việc thiện, sống chân chất trung thực, họ có thể gia tăng niên kỷ. Sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi trên từng phương diện của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 trong tháng 7 âm lịch 2024. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 trong tháng 7 âm lịch, xem tử vi tháng 7 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi cho thấy, khía cạnh sức khỏe là một trong những vấn đề khiến con giáp tuổi Kỷ Ngợi phải lo lắng rất nhiều trong tháng mới. Cửu tử bay về vị trí chung cung, bản mệnh nên đề phòng các bệnh liên quan đến mắt và tim, tránh làm việc hoặc lao động quá sức. Nhớ rằng, công việc có quan trọng nhưng cũng không thể nào sánh được với sức khỏe của bạn. Thế nên, ngay khi cảm thấy những biểu hiện không tốt thì nên dừng công việc lại để được hoàn toàn nghỉ ngơi. Đừng lo rằng bạn sẽ lười vì những người có tinh thần như tuổi Kỷ Hợi không ít. Mỗi khi có việc quan trọng bạn vẫn đủ tập trung để xử lý. Do đó, thời gian này quan trọng nhất đó là bảo vệ sức khỏe của mình, nhất là trong tháng 7 âm lịch, điều có thể dễ thấy nhất. Đó là dương khí ngày càng suy yếu, âm khí ngày càng tăng trưởng, dễ tổn thương phổi. Vì thế bản mệnh nên ưu tiên các đồ ăn, thức uống giúp bổ phổi của mình. Xét về phương diện tình duyên ra đạo của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 trong tháng 7 âm lịch, tử vi tháng 7 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi cho thấy tam hợp dành cho bạn những trải nghiệm ngọt ngào, thú vị trong tình cảm gia đình mà ít khi bạn có được. Sự cảm thông của người thân thực sự là niềm an ủi lớn cho bạn khi đối mặt những khó khăn trong cuộc sống. Và quan trọng nhất trong gia đình vẫn là có người thấu hiểu và bao dung cho mình. Bạn cảm nhận rõ giá trị của những điều đó trong tháng này, khi nó mang lại cho bạn cuộc sống êm đềm, hạnh phúc mà bạn muốn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 trong tháng 7 âm lịch, tử vi tháng 7 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi cho thấy rằng, đế vượng nhập mệnh là cơ hội tốt cho bản mệnh.
Vận may ghé thăm con giáp tuổi Kỷ Hợi tháng này hỗ trợ cho bạn có thể làm tăng tiến công danh tiền bạc. Bạn luôn không ngừng khai thác những cơ hội kiếm tiền, nên có được thành quả này không có được gì là lạ. Nhiều người tuổi Kỷ Hợi hoàn toàn có thể tự thưởng cho mình một vài món đồ bạn thích. Đừng quá chắt bóp chi tiêu khiến bản thân không cảm nhận được sự sung túc nào trong cuộc sống. Cho dù số tiền tiết kiệm của bạn vẫn đang tăng mỗi ngày, thậm chí một số người để dành được số tiền tích lũy đủ nhiều để mua sắm nhà cửa hay xe để nâng cấp cuộc sống của mình. Tuy nhiên, bạn chỉ nên dùng số tiền đã đề ra trong kế hoạch thôi nhé. Nếu mua sắm quá tay theo sở thích của mình, bạn sẽ phải gồng mình trả nợ trong nhiều năm. Những nỗ lực và cố gắng trong công việc của con giáp tuổi Kỷ Hợi cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Thế nên có thể có người nhận được cơ hội thăng tiến hoặc tìm thấy những nguồn thu nhập mới. Việc kinh doanh của người tuổi Kỷ Hợi đang làm chủ trong thời gian này cũng trở nên thuận lợi hơn, mở ra nhiều cơ hội đầu tư sinh lời. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, trong tháng 7 âm lịch, tử vi tháng 7 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, dù là tháng cô hồn, tình hình làm ăn nhìn chung không được tốt, nhưng vận trình của tuổi Kỷ Hợi vẫn không có dấu hiệu chững lại, thậm chí là còn phát đạt hơn. Con giáp tuổi Kỷ Hợi vốn chăm chỉ, kiên trì và có tinh thần trách nhiệm cao, nên tháng này bản mệnh thường xuyên được đảm nhận vị trí quan trọng trong công việc. Nhìn chung, sự vất vả của bạn có thể tăng lên gấp đôi, gấp ba so với bình thường, nhưng đó cũng là cơ hội để bạn chứng tỏ bản thân. Bạn sẽ không biết mình có thể tiến xa tới mức nào nếu không có những áp lực như thế xuất hiện. Bản mệnh là người luôn có sự độc lập nhất định trong cách làm việc. Vì thế, không hề ngại khó khăn hay bất cứ trở ngại nào. Nhờ thế mà bạn có thể giành những thành tích đáng nể. Cho dù không nhận được sự hậu thuẫn quá nhiều từ mọi người, tuổi Kỷ Hợi cho thấy bạn là không sợ gian nan, thậm chí sẵn sàng đối mặt với vấn đề để xử lý chúng tận gốc. Thái độ làm việc tích cực này được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, tuổi Kỷ Hợi có phần hiếu thắng, thích thể hiện cái tôi nên không phải ai cũng thích. Chính vì vậy mà có một số kẻ cố tình nói xấu đâm sau lưng bạn. Do đó, tốt hơn hết là không nên tin tưởng bất cứ ai ngoài bản thân mình ngay lúc này. Quý vị đang theo dõi video với nội dung Ý trời chỉ rõ, tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, đại cát đại lợi, đúng tháng 7 âm lịch, năm 2024, trời thương rót lộc cực mạnh, phúc lộc ầm ầm đổ về, phúc đức vây quanh, tiền quyển nhét chặt két, vô cùng giàu có. Tiếp theo sau đây sẽ là dự đoán vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 7 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Để quý cô bác có thể đưa ra những kế hoạch tương lai cho bản thân. Đầu tiên là tử vi tuần thứ nhất trong tháng 7 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh 1969, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tuần của tuổi Kỷ Hợi cho thấy, hung cát đang xen, một mặt vượng quý nhân, mặt khác vẫn có tiểu nhân vây quanh hãm hại, bản mệnh nên dĩ hòa vi quý, bình tĩnh hành sự mới tránh được xui xẻo. Quý nhân tam hợp mang tới cơ hội việc làm mới, làm ăn khá lớn cho tuổi Kỷ Hợi, nhưng song hành với đó là tiểu nhân ghen ghét, đố kỵ, tìm cách hãm hại, tranh quyền đoạt vị. Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh quy hoạch lại kế hoạch cũng như mục tiêu công việc. Hãy dành thời gian để lên kế hoạch chi tiết cho mình. Có như thế thì hiệu quả công việc mới nâng cao, tiến sang tuần mới. Về mặt công việc, con giáp tuổi Kỷ Hợi khá chủ động và quyết định mọi việc khá dứt khoát. Có thể là vì có người hỗ trợ nên bản mệnh cảm thấy tự tin tiến bước. Thế nhưng bên cạnh đó, vẫn có những người đang ganh tị với những gì bạn đang có và ngấm ngầm làm hại. Việc mọi thứ tác động lên chúng ta không quan trọng bằng cách chúng ta phản ứng với nó. Vì thế, bạn đừng vì lúng túng trong cách xử lý hay sao nhãng mà có những quyết định thiếu suy nghĩ. Thậm chí cả những việc cần quyết định ngay cũng phải đợi khi bạn bình tĩnh hơn đã. Nếu không bạn sẽ gặp xui xẻo, dễ phạm sai lầm. Có nhiều hạng mục công việc cần phải hoàn thành trong tuần này,
Vì thế cố gắng tập trung hơn một chút. Dù có việc gì gây sao nhãng cũng nên gạt sang một bên để bạn thực hiện xong đã rồi mới có thời gian xử lý việc khác. Tuần này hợp tác làm ăn khá thuận lợi. Tuy nhiên, con giáp tuổi Kỷ Hợi nên ưu tiên những người mà bạn đã từng làm việc trước đây, người mà bạn đã hiểu rõ về họ để bạn không choáng ngợp bởi những sự cố bất ngờ xảy ra. Tuy nhiên, một số người tuổi Kỷ Hợi có chức, có quyền thì tài lộc cũng có phần chững lại, vì có người cố tình gây hại ngáng đường. Cho dù bạn có ra sức kháng cự những người này cũng không ích gì, nếu có ý định kiện cáo thì nên tránh không nên làm. Trong lúc này, có những con người xấu xí xuất hiện cản con đường kiếm tiền của mình, thì bạn mới có cơ hội nhận ra ai đang thực sự tốt với bạn. Vì thế, đừng tỏ ra hằn học hay tức giận quá nhiều. Việc của bạn là tập trung vào các cách gia tăng lợi nhuận và đảm bảo các mục tiêu đã đề ra. Với những ai đang có kế hoạch đầu tư, thì thời điểm này bản mệnh nhận diện thêm được những cơ hội mới khá tốt. Đang trong thời gian cân nhắc nên bạn cũng cần cẩn thận với những ý kiến của con mồi đang hối thúc bạn ký kết hợp đồng. Theo phong thủy phi tinh, lục bạch bay về phương Tây Bắc, chủ về việc đi lại, bản mệnh có thể thay đổi công việc hoặc có việc phải đi. Tình hình sức khỏe của con giáp tuổi Kỷ Hợi có dấu hiệu đi xuống vì bạn bận rộn với quá nhiều việc phát sinh và không có thời gian để chăm sóc bản thân đúng cách. Muốn làm việc sáng suốt thì tinh thần của bạn phải tốt. Để có được điều đó thì bạn nhất định không nên bỏ bê việc tập luyện đâu. Ngoài ra, bạn cũng không nên quên kế hoạch cân đối bữa ăn hàng ngày sao cho đủ chất. Hạn chế việc ăn đồ quá mặn hoặc quá ngọt cũng là cách bạn tôn trọng cơ thể mình. Nhất là ai có sở thích uống nước ngọt như Coca, Pepsi, đồ uống đóng chai thì nên cân nhắc lại. Tiếp theo là tử vi tuần thứ 2 trong tháng 7 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của tuổi Kỷ Hợi cho thấy, người tuổi Kỷ Hợi đón tuần mới với tâm trạng hân hoan khi vận trình của bạn đạt được những bước chuyển biến rất tích cực, đặc biệt là được quý nhân tam hợp nâng đỡ, những vấn đề nan giải trước đó trong công việc của con giáp này tìm được hướng đi phù hợp, tháo gỡ khó khăn. Nhờ đó, cơ hội thăng tiến của bản mệnh cũng rõ ràng hơn so với trước đó. Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh chủ động và tự tin hơn. Biết cách nắm bắt cơ hội, bạn sẽ nhanh chóng đạt được những mục tiêu mà mình đề ra. Tình hình tài chính của những người tuổi Kỷ Hợi vẫn đang ở mức ổn định. Áp lực tài chính không quá lớn, nên người tuổi này có thể ung dung chạy theo những kế hoạch kiếm tiền và tiêu tiền theo đúng sở thích lý tưởng của mình. Tuy nhiên, tuần này tuổi Kỷ Hợi cần cẩn trọng khi di chuyển, tránh vì một phút bất cẩn mà để tai nạn xảy ra ngoài ý muốn. Điềm báo tai họa bất ngờ có thể xảy đến bất cứ lúc nào trong tháng cô này. Tốt nhất nên có sự cẩn thận ngay từ đầu sẽ hạn chế được xui xẻo. Vận trình sự nghiệp của người tuổi Kỷ Hợi trong tuần này có những khó khăn, trở ngại nhất định, nhưng may mắn rằng, đến cuối cùng bạn vẫn sẽ nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ người khác, nên vẫn hoàn thành được kế hoạch đã đề ra một cách ổn thỏa. Thậm chí, có người may mắn còn có cơ hội thăng tiến ngay trong thời gian này, nhờ biết biến nguy nan thành cơ hội để bứt tốc mạnh mẽ. Có thể thấy, cùng là đối mặt với khó khăn, nhưng ai có bản lĩnh biết cách vận dụng năng lực của mình một cách khéo léo, thì sẽ thấy khó khăn cũng đồng thời là thách thức và cơ hội để bản thân phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Đó sẽ là những người ôm được chiến thắng sau cùng. Một điều cần lưu ý là bạn nên duy trì tinh thần làm việc của mình sao cho thật ổn định. Đừng vừa thấy khó đã có suy nghĩ trốn tránh hay đùn đẩy. Có những lúc bạn rất hăng say, có trách nhiệm, chí khí ngùn ngụt, không ngần ngại che giấu tham vọng của mình, nhưng ngay sau đó có thể lập tức cảm thấy chán chường, ngại va chạm, lời tranh đấu vì sợ thất bại. Nếu cứ giữ thái độ ủ rũ như vậy, dù quý nhân có ở ngay bên cạnh cũng chẳng thể giúp đỡ bạn nhảy qua những vật cản đường trước mắt được. Hãy nhớ dựa vào chính bản thân mình là thứ đảm bảo chắc chắn hơn bất cứ thứ gì trên đời. Đừng trông mong không cần làm gì nhưng vẫn sẽ có người đến giúp mình bạn nhé. Thêm nữa, dù đạt được thành tựu cũng tránh tỏ thái độ kiêu ngạo,
kẻo bạn sẽ vô tình rước lấy những thị phi không đáng có. Chốn công sở, môi trường làm việc vốn tồn tại rất nhiều cạnh tranh ngầm, tiểu nhân cũng luôn rình rập ở xung quanh, chỉ chờ bạn sơ sẩy là lập tức hãm hại bạn. Đặc biệt khi dân gian quan niệm tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, bạn tốt nhất nên hành động cẩn trọng, khiêm tốn, chớ nên tự gây rắc rối cho bản thân. Tình hình sức khỏe của người tuổi Kỷ Hợi trong tuần nhìn chung không gặp phải vấn đề gì quá nghiêm trọng, có chăng chỉ là vì áp lực công việc quá lớn, mãi mê lo cho sự nghiệp mà không nghỉ ngơi điều độ, ăn uống thất thường, lại thường xuyên được mời tham gia các buổi tiệc xã giao, nên gia tăng áp lực lên dạ dày, thậm chí tăng cân mất kiểm soát. Thói quen sinh hoạt không điều độ thường bị xem nhẹ, nhưng đó lại là nguyên nhân tiềm ẩn gây ra không ít chứng bệnh nguy hiểm mà một khi mắc phải sẽ gây xáo trộn không nhỏ cho cuộc sống của bạn. Do đó, khi cơ thể vẫn đang khỏe mạnh thì chớ nên chủ quan, nhất là khi hung tinh Bạch Hổ xuất hiện trong tháng cô hồn này là điềm báo tai họa bất ngờ có thể xảy đến bất cứ lúc nào như bị tai nạn, bệnh nặng, bị thương. Điều này nhắc nhở tuổi Kỷ Hợi nên cẩn trọng khi di chuyển, điều khiển phương tiện giao thông, tránh vì một phút bất cẩn mà để xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Khi đó chẳng những khiến cơ thể bị tổn hại, mà bạn còn phải bỏ ra số tiền lớn để khắc phục sự cố. Tốt nhất nên có sự cẩn thận ngay từ đầu sẽ hạn chế được xui xẻo. Tiếp theo là tử vi tuần thứ 3 trong tháng 7 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của tuổi Kỷ Hợi cho thấy, đây sẽ là một tuần dự báo khó khăn sẽ chưa hoàn toàn lùi xa. Do đó, bản mệnh vẫn phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba so với bình thường. Cho dù có những việc bắt đầu khởi sắc thì vẫn phải thận trọng vì vẫn có nhiều rủi ro tiềm tàng. Bạn sẽ cảm thấy rất vui nếu kịp thời nắm bắt được cơ hội được trải nghiệm, mở mang hiểu biết. Hãy lắng nghe nhiều hơn nói, để tìm ra được thông tin mình cần chú ý. Đừng để rơi vào cãi cọ với bạn làm ăn vì những chuyện nhỏ nhặt, rắc rối có thể xuất hiện theo cách mà bạn không ngờ tới nhất. Thương quan xuất hiện trong tuần này cho thấy, tâm lý của bạn ảnh hưởng không tốt tới chất lượng công việc. Dường như bạn chẳng có tâm trạng cho bất cứ công việc gì cụ thể trong thời gian này. Việc hợp tác làm ăn không có lợi trong tháng cô hồn. Đôi khi bạn cần có niềm tin khi làm ăn chung. Nếu có hiểu nhầm, đừng ngay lập tức nghĩ xấu về đối tác. Ngũ hành tương sinh mang đến cho bạn sự trợ giúp từ những người xung quanh để giảm nhẹ sự căng thẳng mà bạn đang đối mặt. Thứ bạn cần làm là một cuộc trò chuyện trí tuệ. Hãy tìm ai đó mà bạn quý mến, đáng tin cậy, thông thái hơn bạn để chút nỗi lòng mình. Tử vi sự nghiệp của tuổi Kỷ Hợi trong tuần cho biết, nguyệt lệnh lâm tử, khiến bạn thiếu sự quyết đoán, làm gì cũng rụt rè, sợ sai, luôn có cảm giác không chắc chắn. Nếu có thể, bạn nên xin thêm lời khuyên của những người có nhiều kinh nghiệm, nhớ học cả từ những thất bại của họ. Lâm tử nhập mệnh, nên nhiều kế hoạch liên tục bị phá hỏng. Người làm công việc kinh doanh sẽ gặp nhiều trở ngại trong tuần này. Tâm trạng nóng nảy khiến người tuổi Kỷ Hợi trở nên rất khó tiếp cận mọi việc một cách sáng suốt, thường hay có xu hướng đổ lỗi cho hoàn cảnh hay do người khác. Đồng nghiệp có thể phản ứng rất tiêu cực với thái độ cáu bẳn của bạn, đẩy bạn tới chỗ nói điều không hay, làm điều không đúng. Nên tránh theo đuổi danh lợi tham vọng, kẻo lầm đường lạc lối. Dù bản thân có mong muốn một thay đổi cụ thể khi tuần mới bắt đầu, thế nhưng hãy chắc chắn đó không phải là một quyết định sai lầm tai hại. Hãy bắt đầu bằng từng bước nhỏ, bạn sẽ thấy an tâm hơn. Tình hình tài chính của con giáp tuổi Kỷ Hợi không được ổn định trong tuần này. Nếu bạn nhận ra những dấu hiệu không tốt từ sớm thì nên có các biện pháp phòng ngừa, tránh bị mất mát. Khó khăn sẽ còn kéo dài với tình hình kinh tế hiện tại. Do đó, nếu có tiền thì bản mệnh cũng phải tiêu dùng một cách tiết kiệm nên có kế hoạch cụ thể. Nếu không muốn gặp quá nhiều rắc rối, có nhiều khoản bạn dự trù là sẽ về trong tuần, nhưng thường xuyên bị trì hoãn và bạn cũng chỉ biết chờ đợi chứ không thể tác động trực tiếp. Nói chung, không nên cho vay mượn cũng như nợ tiền ai trong tuần này. Do ảnh hưởng của thương quan,
nên những ai không thận trọng cũng rất dễ bị lừa vì quá tin người. Ngoài ra bạn cũng nhớ phải bảo vệ đồ đạc của mình cẩn thận kẻo mất mát. Tình hình sức khỏe của tuổi Kỷ Hợi trong tuần này cũng cần quan tâm nhiều hơn vì đang có dấu hiệu sa sút. Nhị hắc bay về phương đông nam, khía cạnh sức khỏe của bản mệnh không được như những tuần trước đó. Đặc biệt, bạn dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Tử vi tuần của tuổi Kỷ Hợi cho thấy bạch hổ hung tinh xuất hiện trong tháng cô hồn, khuyên bạn bệnh thận trọng khi đi lại, điềm báo tai họa khá rõ, thế nên phải tránh xa những hoạt động không giúp ích cho việc cải thiện sức khỏe như rượu bia. Ngoài ra, không nên đi chơi tới đêm muộn vì có rất nhiều rủi ro tiềm tàng. Cố gắng về nhà sớm và giảm bớt các hoạt động ăn chơi để hạn chế tối thiểu những rắc rối có thể xảy ra. Các bài tập vận động cơ thể cũng tốt, không kém việc động não tư duy, và đó là hai việc mà bạn thực sự nên làm nếu muốn đầu óc minh mẫn, sáng suốt để làm việc, học hành, năng suất. Tiếp theo là tử vi tuần cuối cùng của tháng 7 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, tức từ ngày 24 đến hết tháng. Bất chấp tháng cô hồn với những đồn đoán xui xẻo, thì cuộc sống của con giáp tuổi Kỷ Hợi lại khởi sắc, cũng vì họ luôn tin vào năng lực của mình hơn là may rủi, thứ mà họ không thể nào kiểm soát được. Nhìn chung, vận trình của người tuổi Kỷ Hợi có nhiều điểm sáng trong tuần, từ công việc cho tới tiền bạc và mặt tình cảm. Khi bạn hiểu rõ vai trò của mình trong từng việc, có góc nhìn lạc quan thì mọi thứ sẽ thuận lợi hơn. Điều đáng mừng nhất đó là tuần này mọi công sức của bản mệnh đã được ghi nhận, nhờ thế mà cuộc sống an vui rực rỡ. Không những thế, bạn cũng có nhiều thời gian, năng lượng đi giúp đỡ những người xung quanh mình. Tử vi tuần của tuổi Kỷ Hợi cho thấy, nguyệt lệnh lâm thai mang lại kết quả học hỏi không ngừng cho bản mệnh. Nhờ thế mà bạn sẵn sàng mở lòng với mọi người, luôn biết lắng nghe, chịu khó thu lượng kiến thức học thêm từ những người đi trước. Khi cái tôi được hạ bớt cũng là lúc các mối quan hệ được trở nên tốt đẹp hơn. Lúc này bạn được nhiều người yêu mến vì sự hài hước và dễ gần của mình. Chính tài ghé thăm cho thấy, tình hình tài chính đã ổn định và đang ngày càng tốt lên, giúp bản mệnh có cuộc sống khấm khá hơn. Tuy nhiên, có thể vì lạm dụng quá nhiều vất vả trong thời gian dài vừa qua, nên sức khỏe của bản mệnh đang giảm sút. Bước sang tuần mới, người tuổi Kỷ Hợi dù chưa có kế hoạch nào đột phá hoặc thực hiện những việc lớn lao nào, nhưng may mắn là mọi thứ đã đi vào khuôn khổ. Nhìn chung, những lo lắng trước đây của bản mệnh đã được giải tỏa. Tuần này có nguyệt lệnh lâm thai nhập mệnh, giúp cho tinh thần của người tuổi Kỷ Hợi trở nên phấn chấn hơn bao giờ hết. Với thành quả nho nhỏ đang có, bạn bắt đầu mơ mộng hơn về một điều gì đó lớn lao hơn trong tương lai. Đừng ngần ngại mà không dám ước mơ, cho dù ai đó có cho rằng bạn không thực tế thì cũng đừng quá quan tâm, hãy kiên định thực hiện đam mê của mình. Rồi kết quả sẽ là câu trả lời xác đáng nhất với những gì bạn học hỏi được. Hãy thử thực hành vào cuộc sống. Nếu có sai sót thì cũng đừng ngại giữ vững niềm tin rằng trăm hay không bằng tay quen, cứ thử đi thử lại và làm nhiều lần, bạn sẽ trở thành thuần thục lúc nào không hay. Bát Bạch nhập cung chính tây, cơ hội kiếm tiền xuất hiện trước mắt. Liệu bạn có thể nắm lấy và khiến cho tiền đồ đầy túi bạn hay không? Hãy mạnh dạn và liều lĩnh hơn một chút nhé. Tuần mới hứa hẹn con giáp tuổi Kỷ Hợi có tài lộc dồi dào mà chính bạn cũng không thể ngờ tới. Vì đây là tháng cô hồn, nên bạn không quá kỳ vọng. Thế nhưng, khi chính tài ghé thăm mang đến tin vui về tiền bạc, thì hãy sẵn lòng đón nhận. Tử vi tuần mới của tuổi Kỷ Hợi cho thấy rằng, bạn lúc này có của ăn của để với số tiền tiết kiệm được sau thời gian dài không dám chi tiêu, thì đó thực sự là thành quả đáng mừng. Có thể bạn bắt đầu suy nghĩ tới việc mua sắm, chi tiêu hoặc mua ngay món đồ xa xỉ mà mình thích để thỏa mãn hay bù đắp cho thiếu thốn trước đây. Thế nhưng, nên nhớ rằng, đó là cái bẫy tài chính rất nguy hiểm. Nên nhớ rằng, dù kiếm được nhiều hơn cũng đừng vội thay đổi phong cách sống của mình. Nếu có thể, hãy theo đuổi lối sống tối giản một cách thông minh, vì đó là cách mà bạn vừa đảm bảo cuộc sống vật chất lẫn tinh thần,
nhưng sẽ không bao giờ hoang phí số tiền mà bạn làm ra. Tử vi tuần mới của tuổi Kỷ Hợi ảnh hưởng không nhỏ bởi Bạch Hổ hung tinh mang điềm báo không tốt, bất lợi cho sức khỏe của con giáp tuổi Kỷ Hợi trong tuần này. Nếu ai đang có bệnh thì nên tìm cách chữa trị kịp thời. Đừng vì ngại hay sợ mất tiền mà không tuân thủ theo phác đồ điều trị. Bản mệnh chớ nên vì tham công tiếc việc mà làm việc quá sức. Bạn sẽ nhận ra rằng, cố gắng kiếm thêm được chút tiền, nhưng lại không hoàn toàn xứng đáng để đánh đổi với sức khỏe của mình. Đây là thời điểm lý tưởng để cân bằng lại cuộc sống. Quý khán giả thân mến, dù là người rộng lượng đến đâu, dù có cố gắng đến thế nào, thì vẫn có một số người vào việc khiến tao buộc phải nổi nóng. Điều quan trọng nhất khi ấy là ta phải học được cách kiềm chế bản thân. Đừng chỉ nghĩ đến việc người kia đáng ghét ra sao. Đừng cố bới móc sai lầm của họ để ta được hả dạ. Hãy tự hỏi tại sao ta lại sinh ra cảm xúc tiêu cực đến vậy về họ. Bạn có biết rằng, trong rất nhiều trường hợp, những khuyết điểm mà ta không thích không muốn đối mặt nhất của bản thân lại trùng hợp xuất hiện trên người mà chúng ta ghét. Hay nói cách khác, ta ghét họ vì họ đang mang những khuyết điểm của chính chúng ta. Chỉ có điều ta không chịu thừa nhận mà thôi. Lắng nghe lời Phật dạy về an nhiên giúp bạn mạnh mẽ trước mọi sóng gió. Đừng luôn đổ lỗi cho ngoại cảnh, cũng đừng nghi ngờ bản thân. Chỉ cần mang tâm thái bình thản, ta sẽ nhìn thấy rất nhiều điều tốt đẹp trong thế giới này. Đối mặt với cuộc sống không ngừng đổi thay, điều chúng ta có thể làm chính là cảm thông, chấp nhận sống chung, yên lặng và nỗ lực tối đa, làm tốt mọi việc của mình. Sống với thái độ tích cực cảm hóa cuộc đời, chúng ta không thể cứ luôn nhớ mãi về quá khứ, lại đồng thời dõi mắt nhìn về tương lai. Lời Phật dạy về cách đối mặt với cuộc sống rằng là khi ngồi yên nghĩ về lỗi lầm của bản thân, khi nói chuyện, đừng nói về lỗi lầm của người khác. Muốn thế giới tốt đẹp và lý tưởng như ta mong muốn, trước hết phải bắt đầu từ thái độ sống của chính ta. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung Ý Trời Chỉ Rõ, tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, Đại Cát Đại Lợi, đúng tháng 7 âm lịch, năm 2024. Trời thương rót lộc cực mạnh, phúc lộc ầm ầm đổ về, phúc đức vây quanh, tiền quyển nhét chặt két, vô cùng giàu có. Từ đội ngũ biên tập chương trình, trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.